Phước đức nhân duyên bởi tài người, luật đời nhân quả có lâu rồi, lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ quằn bôn ba. Cho từng trời kia không có mắt, đừng tin đất nọ đã câm lì, trần gian vẫn đó bao gương lỗi, thế sự ngày mai sẽ khác thôi. Vâng, thưa quý cô bác, anh chị thân mến, mình được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn xác về đại vận tuổi Đinh Dậu 1957, từ 68 đến 72 tuổi, tránh ba điều này, gặp dữ hóa lành, vượt qua tử nạn, đổi đời giàu sang, sống thọ cả đời. Đinh Dậu cung tốn tuổi ta, nửa ở dưới núi cháy hoài ngày đêm, mùa xuân mùa hạ sinh ra, sinh sung sướng làm nên chức quyền, thu đông lỗi số tự nhiên, hỏa bị thủy khắp đảo điên cực hoài, số này trung vận bôn ba, khá rồi tan giã khiến ta chưa cầm, hậu vận mới đặng an tâm, dư ăn dư để của cầm khỏi rơi, số này vận mệnh đổi đời, xa quê xa xứ ở thời mới an, bụng người cũng có tính linh, nghi đâu có đó thiệt tình chẳng sai, số tuổi lòng dạ thẳng ngay, của rơi không lượng gặp người chỉ cho. Vâng, thưa quý cô bác, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, người xưa có câu, cha mẹ sinh con trời sinh tính, vì vậy, cuộc sống của một người dù khó khăn thế nào, chỉ cần biết cách đối nhân xử thế thì bản mệnh chắc chắn sẽ có đường thuận lợi, cát lành như mong muốn. Kỳ thực trải qua hàng vạn kiếp luân hồi nhân sinh, tính cách của một người sinh ra sao đã quyết định số phận hung cát sang hèn của họ, đúng như câu nói ở hiền gặp lành. Giới tử vi cho biết, trong số 12 con giáp có tuổi Đinh Dậu được trời sinh có tính cách tuyệt vời, họ sống có tình có nghĩa, biết người biết ta. Không chỉ thấu tình đạt lý mà còn hiểu được cảm xúc người khác, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, bất kể ngoài đời sóng gió hay chông gai, con giáp này luôn được giúp đỡ đúng lúc. Ngoài ra, những mối quan hệ của họ không những giúp họ vượt qua khó khăn mà còn đem lại nhiều tài vận, càng lớn tuổi họ càng giàu có, gia đạo cũng hưng thịnh, đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Tuổi Đinh Dậu là con giáp được luận giải về 5 năm may mắn nhất trong đời, dẫu trước đây gặp vô số cửa nạn khiến Đinh Dậu hao tiền tốn của, bệnh tật đầy thân, chịu nhiều áp bức bất công, nhưng từ nay trở đi, chỉ cần biết ba điều cấm kỵ này thì mọi khổ đau trong đời lập tức xoay chuyển thành phúc lộc, may mắn đến tới tấp, giàu sang phú quý ba đời. Vậy ba điều đó là gì? Thời cơ nào đang đến với tuổi Đinh Dậu? Quý bạn cần phải làm gì để nắm bắt vận may? Thì hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Tính theo năm dương lịch thì những ai có ngày sinh tính từ ngày 31 tháng 1 năm 1957 đến hết ngày 17 tháng 2 năm 1958, năm sinh âm lịch là năm Đinh Dậu. Những người sinh năm 1957 mệnh tuổi Đinh Dậu hay còn gọi là cầm tinh con gà trong 12 con giáp theo quan niệm của người phương Đông, trong 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt huyết và đầy kiêu hãnh, thế nên những người tuổi Dậu luôn hoạt bát, yêu đời, tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Họ luôn được yêu quý bởi sự tốt bụng, tinh thần trách nhiệm cao và tính tình bộc trực, ngay thẳng. Xét theo tử vi thì người sinh năm tuổi Dậu 1957 mang trong mình mệnh hỏa, cụ thể là sơn hạ hỏa, lửa dưới núi, theo quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành phong thủy. Người mang mệnh hỏa tương sinh với mệnh mộc và mệnh thổ, tương khắc với mệnh kim và mệnh thủy. Người sinh năm 1957 mang mệnh sơn hạ hỏa có tính cách rất hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng và tràn đầy nhiệt huyết như ngọn lửa bùng cháy. Vì ngọn lửa rất nóng, tính khí của họ cũng khá nóng nảy và đôi lúc khó kiềm chế cảm xúc bản thân. Tuổi Đinh Dậu 1957 phần lớn là những người thông minh, rất biết cách nắm bắt tâm lý người khác và có khả năng giao tiếp xã hội đặc biệt tốt nên rất được lòng mọi người xung quanh. Họ còn là những người tài giỏi trong sự nghiệp khi có tư duy,
suy nghĩ logic, óc tổ chức tốt nên rất phù hợp cho những vị trí cao trong tập thể. Bên cạnh đó, những người sinh năm 1957 cũng sống rất trọng tình cảm, mang tính cách ấm áp, vui vẻ nhưng cũng rất đào hoa. Năm Dậu thường tượng trưng cho hình ảnh lao động cần cù, siêng năng vì những chú gà luôn phải bận rộn từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt trời. Chiếc mào của các chú gà là một dấu hiệu của sự thông minh vượt bậc và một bộ não uyên bác. Chính vì vậy, những người sinh vào năm Đinh Dậu 1957 được đánh giá là những người sở hữu khả năng tư duy sâu sắc. Người sinh vào năm Dậu thường kiếm sống nhờ kinh doanh nhỏ, làm ăn cần cù như một chú gà bới đất tìm sâu. Sinh năm 1957 hợp với tuổi nào? Trong làm ăn kinh doanh, nữ mạng tuổi Đinh Dậu nếu hợp tác làm ăn với người tuổi Mậu Tuất, Giáp Thìn, Nhâm Dần thì công việc diễn ra suôn sẻ, gặt hái được nhiều thành công. Kết hôn, nữ tuổi Đinh Dậu hợp với Nhâm Dần, Mậu Tuất, Giáp Thìn, Bính Thân. Tuổi không hợp kỵ. Nữ tuổi Đinh Dậu cần hạn chế với Bính Ngọ, Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Ngọ. Nam tuổi Đinh Dậu cần lưu ý các tuổi sau trong làm ăn kinh doanh. Người nam sinh năm Đinh Dậu 1957 hợp với các tuổi Nhâm Dần, Mậu Tuất, Giáp Thìn. Kết hôn, nam tuổi Đinh Dậu hợp với Nhâm Dần, Mậu Tuất, Bính Thân. Tuổi không hợp kỵ, nam tuổi Đinh Dậu cần tránh với Bính Ngọ, Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Ngọ. Những người sinh năm 1957 nên sử dụng màu thuộc tông màu nóng, nhất là màu đỏ, hồng, tím, màu tính hòa. Đặc biệt nên dùng màu xanh lá, là màu thuộc tính mộc, sẽ giúp kích thích tài vận phát triển. Mộc tương sinh hỏa là lợi cho mạng hỏa. Bản thân mỗi con số đều ẩn chứa những nguồn năng lượng rất đỗi diệu kỳ và chúng xuất hiện khắp mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên việc lựa chọn được cho mình con số hợp tuổi sẽ giúp cho cuộc đời mỗi người diễn ra thuận lợi và nhẹ nhàng hơn. Những người tuổi Đinh Dậu 1957 cần lựa chọn cho mình con số hợp tuổi nhằm tăng thêm vượng khí, để từ đó mọi việc diễn ra có thêm nhiều may mắn, dễ dàng và thuận lợi hơn. Theo quy luật của ngũ hành tương sinh, những người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 thuộc mệnh hỏa nên hợp với con số 9 thuộc hành hỏa. Bên cạnh đó, các con số thuộc hành mộc như 3, 4 và các con số thuộc hành thổ là 2, 5, 8 cũng khá phù hợp với mệnh hỏa của tuổi Đinh Dậu 1957. Nếu xuất hiện những con số vừa nêu trong cuộc sống của những người tuổi Đinh Dậu 1957 thì họ sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc mở rộng tiền đồ, sự nghiệp, đồng thời giúp cải thiện vận mệnh, gia đạo và cả đường tình duyên. Quý cô bác tuổi Đinh Dậu ơi, khi nhìn lại quãng đường đã qua, lòng ta không khỏi chạnh lòng, dòng nước mắt lăn dài trên má. Không phải vì nỗi đau đã qua mà là vì những ký ức bi thương vẫn in sâu trong tâm hồn. Tuổi Đinh Dậu, cái tuổi đáng lẽ được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, được hưởng một cuộc sống sung túc đủ đầy, vậy mà lại phải đối diện với những khó khăn khắc nghiệt nhất của cuộc đời, từng ngày trôi qua như một đoạn phim kinh hoàng. Trong đó tuổi Đinh Dậu là diễn viên chính với vai trò là nạn nhân của định mệnh. Ánh sáng của hy vọng dường như đã tắt lịm và bóng tối của sự túng thiếu, cơ cực cứ vây quanh. Cái nghèo bủa vây lấy tuổi Đinh Dậu, khiến họ phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, bàn tay non nớt của họ phải cầm búa, phải tự mình vùng vẫy giữa biển đời với ít ỏi nguồn lực và kiến thức. Bóng tối của sự cơ cực phủ kín lấy cuộc sống của họ, ánh sáng hy vọng le lói thoát ẩn thoát hiện như ngọn đèn leo lét trước gió, khiến họ chới với trong vô định. Bữa cơm gia đình vốn dĩ là biểu tượng của sự ấm áp và sum vầy, nay trở thành thứ xa xỉ, thỉnh thoảng, bữa cơm chỉ là những hạt cơm trắng tinh trên đĩa và vài hạt muối mặn chát. Hình ảnh những đứa trẻ thơ ngóng trông bữa cơm chiều với ánh mắt giáo hoành, những người già yếu cố gắng gượng cười để che đi nỗi buồn tủi vì thiếu thốn, khiến lòng người quặn thắt. Cái nghèo như một con quỷ dữ bám giết lấy tuổi Đinh Dậu, níu giữ họ trong vòng xoáy của bất hạnh, không có tiền bạc, không có kiến thức, họ buộc phải lao động cật lực để kiếm sống. Bàn tay chai sần, nứt nẻ vì cầm búa, quốc đất là minh chứng cho những tháng ngày nhọc nhằn, lam lũ, họ gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, lo cho miếng cơm manh áo cho bản thân và gia đình. Tuổi thơ của họ vốn dĩ nên được vui chơi, được học tập, được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Nhưng số phận nghiệt ngã đã đẩy họ vào cuộc chiến sinh tồn đầy cam go, tiếng cười trẻ thơ vắng bóng, thay vào đó là những tiếng thở dài, những giọt nước mắt đắng cay. Tuổi Đinh Dậu phải gánh chịu những bất công, những oan trái mà họ không hề mong muốn. Họ bị vùi dập bởi cuộc đời, bị xã hội hắt hủi, bị chính số phận trêu đùa, nỗi buồn, sự tủi nhục và cả sự phẫn bất chất chứa trong lòng họ, khiến họ dần chai sạn, dần mất đi niềm tin vào cuộc sống. Tuy nhiên, trong sâu thẳm trái tim họ vẫn luôn nung nấu một ngọn lửa hy vọng. Họ không cam chịu khuất phục trước số phận, họ vẫn tin rằng một ngày nào đó,
họ sẽ thoát khỏi vòng xoáy bất hạnh này. Họ khao khát được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, được hưởng những điều bình dị mà con người vốn dĩ được hưởng. Họ là những chiến binh quả cảm, những con người mạnh mẽ, những bông hoa dũng cảm nở rộ giữa bùn lầy. Họ là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của con người, cho ý chí kiên cường không khuất phục trước nghịch cảnh. Cô bác ơi, hãy nhớ lại những thời khắc khó khăn mà chúng ta từng trải qua, những nỗi đau mà chúng ta từng chịu đựng, hãy cảm thấy sâu sắc rằng đó không chỉ là nỗi đau cá nhân mà còn là một phần của cuộc sống, là một giai đoạn mà ông trời thử thách trước khi ban cho chúng ta một cơ hội đổi đời. Và theo lời tiên tri của giới tử vi Ấn Độ, trong 5 năm sắp tới tuổi Đinh Dậu cực may mắn, nằm trong danh sách con giáp giàu sang, thành đạt hơn người, 5 năm tới sẽ là giai đoạn ổn định và bứt phá của người tuổi Đinh Dậu, bạn thăng tiến rất nhanh, nhất là về đường tài lộc. Giai đoạn tới, tuổi Đinh Dậu sẽ gặp những năm hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường. Vậy nên dù hiện tại đang ở trong hoàn cảnh nào, bản mệnh cũng phải cố gắng hơn nữa để không bỏ lỡ cơ hội mà số mệnh ban tặng, bởi may mắn không đến với người chỉ biết ngồi im chờ đợi. Theo đó, trong vòng 5 năm tới, những chú gà được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh, nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. May mắn có được sẽ giúp con giáp này dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở. Tuổi Đinh Dậu vốn là người có bản chất hiền hòa, điềm đạm, chân thành, làm việc gì cũng lạc quan và rộng lượng, con giáp này luôn nhẹ nhàng, thiện lương nhưng nội tâm vô cùng mạnh mẽ, chính những ưu điểm này giúp bạn thu hút được nhiều quý nhân tới trợ giúp mình. Trong công việc, những người tuổi này sẽ được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, đạt được hiệu suất cao nên dễ tăng lương, tăng bổng. Đường công danh cũng từ đó được củng cố và phát triển, tương lai trong vài năm tới sẽ gặt hái được thành tựu lớn, đáng khiến người khác ngưỡng mộ. Nhân duyên tốt cũng sẽ khiến bản mệnh có thể mở rộng thêm các mối quan hệ, tự tạo thêm cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn, nhất là những bạn theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, dù cũng có một vài thời điểm mọi chuyện không diễn tiến như ý, thậm chí bạn còn bị nghi ngờ về con đường mình đã chọn. Nhưng thật may vì bạn không vì bị mọi người coi thường mà xem nhẹ bản thân, ngược lại, càng thêm dũng cảm, bền bỉ, chứng minh mình đang làm đúng. Tuổi này cứ lặng thầm nhưng sôi sục cố gắng từng ngày, vì vậy không có gì lạ khi trong 5 năm sẽ gặt hái được thành quả vô cùng xứng đáng, công danh, tiền bạc đổ về không ngớt. Ở giai đoạn quan trọng này, mệnh chủ đã dần khắc phục được những khuyết điểm và thiếu sót của bản thân, tự tin bước trên con đường kiếm tiền. Vận may kéo dài trong 5 năm không có gì thay đổi, cát tinh, thần tài, quý nhân như khách quen đến nhà, bạn thực sự có thể mở rộng tầm nhìn và có cuộc sống bước sang một trang hoàn toàn mới. Thưa quý vị, trong cuộc sống thường ngày có nhiều người rất dễ rơi vào tình trạng đau khổ bởi vì có quá nhiều áp lực, nhiều gánh nặng, nhiều ưu tư, nỗi buồn trong lòng. Cuối cùng họ cảm thấy bế tắc, gục ngã và thậm chí không ít người tìm cách kết thúc cuộc đời mình như những phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin hàng ngày. Khi cảm thấy tuyệt vọng, bạn nên nhớ một điều, sống trọn một kiếp người trên cõi đời vốn không hề đơn giản và dễ dàng. Đôi khi bạn cần phải biết buông bỏ một vài thứ, một vài chuyện thì bạn mới có thể mạnh mẽ để đứng dậy và đi tiếp, không có gì là không thể buông được. Đau đớn đủ độ chín mùi rồi thì sẽ tức khắc buông, nếu cố chấp chỉ khiến bạn mãi đắm chìm trong đau khổ, mãi là kẻ bất hạnh. Khi biết buông bỏ, bạn sẽ thấy cuộc đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi mình. Đức Phật có hai lời khuyên dành cho tất cả chúng ta, lời khuyên này cũng xác chứng rất rõ ràng. Vui thay chúng ta sống không tham giữa cuộc đời đầy tham, vui thay chúng ta sống không mê giữa cuộc đời đầy mê, vui thay chúng ta sống không si giữa cuộc đời đầy si. Người có trí tuệ xưa nay thường không sống trong miệng của người khác và cũng không sống trong mắt của người khác. Nếu có những lúc bạn sống với những ý nghĩ tiêu cực, hãy xua chúng ra khỏi đầu và nhớ rằng có những hoàn cảnh bạn không đủ sức để thay đổi. Vậy cách tốt nhất là phải bình tĩnh để suy xét mọi việc. Đơn giản nhất là hãy nhớ lại những cảm giác tuyệt vời nảy sinh trong bản khi ngắm hoàng hôn ở một nơi tuyệt đẹp nào đó. Bạn cũng nên nhớ lại sự nhẹ nhõm và niềm vui khi bạn kết thúc thành công một công việc lớn, hay niềm vui khi bất ngờ nhận được một món quà thú vị. Việc nuôi dưỡng cảm xúc tích cực chính là cách hữu hiệu nhất để đánh tan nỗi buồn. 2. Hãy tạo niềm vui cho chính mình. Muốn có cảm giác hạnh phúc, hãy tập làm quen với việc cảm thấy mình hạnh phúc và hãy biến điều đó trở thành một trong những bài tập chủ yếu của bạn. Điều đơn giản như thường xuyên cười với bản thân và những người khác, hãy để cho họ hiểu rằng bạn là người hạnh phúc. Bạn cũng hãy cố gắng làm cho những người chung quanh hạnh phúc, hay khi bạn thấy một người nào đó gặp nạn hoặc đề nghị bạn giúp đỡ họ, dù chỉ là những sự hỗ trợ rất nhỏ. Đơn giản như bạn chỉ đường cho một khách du lịch để anh ta đến được nơi cần đến một cách nhanh chóng và thuận lợi, vì từ niềm vui của người khác chắc hẳn bạn sẽ thấy vui hơn. Ai đó từng nói, không được miếng thịt, miếng xôi, cũng được tiếng nói cho vui tấm lòng.
Mỗi người có một định nghĩa khác nhau về hạnh phúc, đó có thể là học cách chấp nhận con người thật của mình, sở hữu một mạng lưới quan hệ bạn bè lành mạnh, tự do theo đuổi ước mơ. Dù quan niệm của bạn là thế nào đi nữa, việc có được cuộc sống hạnh phúc hơn là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay, bằng cách sống vui vẻ. Vì sao cần sống vui vẻ? Hạnh phúc là khi bạn thực sự tận hưởng cuộc sống của mình và mong muốn sống trọn vẹn từng giây phút trong cuộc đời. Đây chính là chất xúc tác bí mật giúp ta có thể đạt tới thành công và nỗ lực hết mình. Theo nghiên cứu, khi sống vui vẻ bạn sẽ thành công hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Bí quyết sống hạnh phúc chẳng có gì to tát cả, mọi thứ đều bắt đầu từ trong chính bạn, từ cách suy nghĩ của bạn. Nghiên cứu chỉ ra rằng, hơn 50% hạnh phúc phụ thuộc vào những thứ nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nói cách khác, mỗi người đều có thể học cách sống vui vẻ hơn. Bí quyết ở đây là thay đổi tư duy, thói quen và cách sống hàng ngày. Để hiểu rõ bí quyết sống vui mỗi ngày, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu. 1. Mỉm một nụ cười. Ta thường hay nghe một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nụ cười có thể là cười miễn cưỡng, giúp giải phóng hormone có vai trò tăng cường cảm giác hạnh phúc và giảm bớt căng thẳng. 2. Tập thể dục không chỉ cải thiện sức khỏe, thể chất mà còn góp phần giảm căng thẳng, lo lắng và những triệu chứng trầm cảm, cũng như tăng cường sự uy tín và cảm giác hạnh phúc. 3. Ngủ đủ giấc. Theo nghiên cứu, giấc ngủ trung bình của một người trưởng thành từ 7 đến 8 giờ mỗi ngày, ngủ đủ sẽ đảm bảo sức khỏe tốt, chức năng não bộ và hạnh phúc về mặt tinh thần. 4. Chú ý bữa ăn hàng ngày. Thực phẩm chúng ta nạp vào cơ thể mỗi ngày có ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe thể chất mà còn cả trạng thái tinh thần của bạn. Chú ý chọn các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. 5. Tập trung vào điều tích cực. Dành 1 đến 2 phút để suy nghĩ những điều tích cực trong cuộc sống. Đứng trước khó khăn hoặc thất bại, hãy dành một chút thời gian để nhìn nhận vấn đề từ khía cạnh tích cực. Điều này không chỉ khiến tâm trạng của bạn vui vẻ hơn, mà theo quy luật hấp dẫn, cũng từ đó bạn sẽ nhận được nhiều điều may mắn hơn trong cuộc sống. 6. Bày tỏ lòng biết ơn. Dành một chút thời gian nhỏ để suy ngẫm những điều bạn cảm thấy biết ơn mỗi ngày, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. 7. Cho đi những thứ bạn có thể kể cả công sức, thời gian, tiền bạc tùy theo khả năng của mình. Cho đi không chỉ thể hiện lòng vị tha nhân đạo, mà còn giúp giảm bớt căng thẳng. 8. Thực hành chánh niệm. Mấu chốt của thực hành chánh niệm là đưa sự chú ý của bạn đến thời điểm hiện tại. Bạn học cách không phán xét, sẽ hỗ trợ giảm bớt căng thẳng. 9. Tập thiền định ít nhất 3 phút. Nghiên cứu chỉ ra rằng 3 phút thiền định mỗi ngày cũng đủ để cải thiện tâm thế. Hãy dành vài phút mỗi ngày để ngồi thiền hoặc tập hít thở sâu. Chỉ cần vài phút ngồi thiền mỗi ngày cũng có thể đóng vai trò như là chiếc nút khởi động lại, tinh thần giảm căng thẳng, xoa dịu sự lo lắng và tức giận để có tâm trạng vui vẻ. 10. Khẳng định tích cực. Những lời khẳng định tích cực giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và tăng cường sự tự tin. Bạn có thể sử dụng khẳng định tích cực để phát huy sức mạnh tiềm thức và thay đổi tư duy. Ví dụ bạn nói tôi luôn tìm ra giải pháp cho mọi thách thức và dễ dàng vượt qua chúng. 11. Phát huy tính sáng tạo. Việc thường xuyên tham gia các hoạt động sáng tạo sẽ khiến bạn sống vui vẻ hơn. Những ai dành thời gian thực hành trí tưởng tượng thì khả năng sáng tạo thường năng động và cảm thấy hạnh phúc hơn. 12. Nghe nhạc vui vẻ. Mở nhạc đã được chứng minh là có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm trí, cảm xúc và tâm hồn của con người. Nghe những bài hát tươi vui, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cũng đủ cải thiện tâm trạng và gia tăng cảm giác hạnh phúc. 13. Chấp nhận sự không hoàn hảo. Sự không hoàn hảo là một phần của cuộc sống, nên từ xưa ta thường nghe câu nhân vô thập toàn. Dẫu biết rằng việc cầu toàn là căn bệnh chung của mọi người, hãy chấp nhận cuộc sống là không hoàn hảo. 14. Vui với những thành công nhỏ. Những niềm vui nhỏ trong cuộc sống sẽ là động lực và mang lại niềm vui lớn hơn trong cuộc sống. Từ những điều bình dị sẽ mang lại cho bạn tìm thấy ý nghĩa hơn trong cuộc sống. 15. Cân bằng công việc cuộc sống. Phần lớn thời gian trong ngày bạn dành cho công việc, nhưng nó không nên là điều duy nhất bạn làm trong ngày. Bạn hãy theo đuổi các hoạt động và sở thích ngoài công việc. Cân bằng công việc, cuộc sống không chỉ giúp giảm căng thẳng, mà còn cho bạn cơ hội thể hiện bản thân và sống vui vẻ hơn. 16. Làm những gì bạn yêu thích. Đừng lãng phí những năm tháng đẹp nhất của mình vào công việc bạn không mấy yêu thích, ngay cả khi công việc đó có thể giúp bạn đủ sống, thậm chí dư giả. Bạn quan tâm lĩnh vực nào, đam mê cái gì, cố gắng khám phá và theo đuổi. Cách sống vui vẻ là tập trung xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực bạn quan tâm, theo đó hạnh phúc cũng sẽ tăng theo cấp số nhân. 17. Chi tiêu khôn ngoan. Có thể bạn tin rằng hạnh phúc và tiền bạc đi đôi với nhau chưa đúng hoàn toàn. Trong thực tế,
Chính cách tiêu đồng tiền bạn kiếm được một cách khôn ngoan, hợp lý, tiêu tiền cho những trải nghiệm tích cực sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn. 18. Nuôi dưỡng những mối quan hệ, hạnh phúc, tình yêu tình bạn và cộng đồng luôn song hành cùng nhau, tương tác và kết nối với người khác là nhu cầu cơ bản của tất cả chúng ta. Không có những mối quan hệ ý nghĩa, chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn và tưởng chừng như bị cô lập. Hạnh phúc là khi có được những người bạn tốt, những mối quan hệ lành mạnh. 19. Gần gũi với thiên nhiên sẽ giúp bạn có năng suất làm việc cao hơn, chất lượng cuộc sống tốt hơn. 20. Làm chủ cảm xúc và lập kế hoạch tương lai. Người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất, mà là người biết tận hưởng và truyền những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất. Bạn có biết tháng sinh có thể quyết định vận mệnh của con giáp này không? Cùng xem vận mệnh người tuổi Đinh Dậu theo tháng sinh âm lịch ra sao nhé. Sinh tháng Giêng. Mệnh chủ sinh vào tháng này thường có cuộc sống đủ đầy không dư giả, nhưng cũng không thiếu thốn. Tuy nhiên, họ lại được trời phú cho sức khỏe dồi dào, ít khi gặp bệnh tật về đường tình duyên. Người sinh tháng Giêng thường gặp nhiều may mắn, dễ dàng tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp. Sinh tháng 2. Với ý chí kiên định và quyết tâm cao độ, người sinh tháng 2 luôn nỗ lực hết mình để xây dựng sự nghiệp vững chắc. Con đường công danh của họ tuy có nhiều chông gai, thử thách, nhưng về sau sẽ gặt hái được thành công vang dội, có được địa vị và quyền lực. Gia đình họ cũng thường êm ấm hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, son sắt. Sinh tháng 3. Trí thông minh và sự nhanh nhẹn giúp người sinh tháng 3 đạt được hiệu quả cao trong công việc. Họ có tính tình ngay thẳng, tốt bụng, nên được hưởng phúc lộc từ ông bà, tổ tiên để lại. Cuộc sống của họ thường gặp nhiều may mắn, thuận lợi, ít khi gặp phải biến cố lớn. Sinh tháng 4. Tuy rất chăm chỉ và nỗ lực, nhưng người sinh tháng 4 lại thường không đạt được kết quả như mong muốn. Điều này khiến họ dễ nản lòng, mất tập trung và ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Để thành công, họ cần phải học cách làm chủ bản thân, giữ bình tĩnh trước những khó khăn, nguy hiểm. Sinh tháng 5. Người sinh tháng 5 được trời phú cho nhiều may mắn, luôn có cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu không biết nắm bắt và tận dụng những cơ hội này, họ sẽ mãi dậm chân tại chỗ, không thể tiến bộ. Khi đạt được thành công, họ cần giữ thái độ khiêm tốn, cẩn trọng, tránh kiêu ngạo để không vấp phải thất bại. Sinh tháng 6. Với trái tim ấm áp và giàu tình cảm, người sinh tháng 6 luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Họ sớm xây dựng được sự nghiệp ổn định nhưng đường tình duyên lại gặp nhiều trắc trở, phải trải qua nhiều thăng trầm họ mới có thể tìm được hạnh phúc đích thực cho mình. Sinh tháng 7. Trí thông minh và khả năng thích nhanh chóng giúp người sinh tháng 7 dễ dàng hòa nhập với mọi hoàn cảnh, họ không ngại khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu đề ra. Nhờ sự quyết tâm và kiên trì, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Sinh tháng 8. Với bản lĩnh và sự nhạy bén, người sinh tháng 8 luôn biết nắm bắt những thời cơ tốt để phát triển bản thân và sự nghiệp. Họ luôn học hỏi, trau dồi kiến thức và không ngừng hoàn thiện mình. Nhờ vậy, họ sớm muộn cũng sẽ đạt được những thành công vang dội. Sinh tháng 9. Mang trong mình ý chí mạnh mẽ và tinh thần tự lập. Người sinh tháng 9 thường tự thân lập nghiệp, đi lên từ hai bàn tay trắng, họ không ngại khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu đề ra. Nhờ sự kiên trì và quyết tâm, họ dần dần gặt hái được thành công và được mọi người xung quanh yêu quý, ngưỡng mộ. Sinh tháng 10. Khác với người sinh tháng 9, người sinh tháng 10 thường gặp nhiều khó khăn trong công việc, họ không có khả năng tự mình giải quyết những rắc rối và cần phải dựa vào sự giúp đỡ của người thân, bạn bè. Tuy nhiên, nếu họ biết học hỏi và trau dồi bản thân, họ sẽ dần dần hoàn thiện mình và có thể đạt được thành công trong tương lai. Sinh tháng 11. Trời phú cho người sinh tháng 11 trí thông minh, sắc sảo và tài trí hơn người. Tuy nhiên, họ lại không gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Hầu hết mọi việc họ làm đều gặp phải khó khăn, thử thách và kết quả không được như ý muốn. Dù vậy, nếu họ kiên trì, quyết tâm và không ngừng nỗ lực, họ sẽ có thể đạt được quyền lực và địa vị cao trong xã hội. Sinh tháng 12. Tài chính của người sinh tháng 12 thường không ổn định, lúc thiếu thốn, lúc dư thừa. Về đường tình duyên, họ cũng không gặp được nhiều may mắn. Tuy nhiên, họ lại được trời phú cho sức khỏe dồi dào, ít khi gặp bệnh tật. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng, với những thông tin mà chương trình vừa chia sẻ, sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quan về vận trình công danh, sự nghiệp của mình trong thời gian sắp tới. Từ đó, quý anh chị có thể lên kế hoạch, hướng đi đúng đắn hơn. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần tư vấn, vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách comment dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Vâng, quý vị thân mến,
Chương trình đến đây là hết. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an.